Trong những năm trở lại đây thì laptop với màn hình cảm ứng ngày càng trở nên phổ biến và mấy cái mức giá càng ngày càng rẻ đi, ở khoảng 15 đến 20 triệu đã có rất nhiều mẫu rồi. Và đây hôm nay mình sẽ cho anh một chiếc laptop đến từ Asus với cái tên là Vivobook Flip, có cái mã là TP410. Thì như cái tên có lẽ các bạn cũng đã hiểu, đây là chiếc laptop thuộc dòng Vivobook Flip, tức là có khả năng xoay 360 độ màn hình lật ngược ra đằng sau với viền khá là mỏng. Và thiết kế thân máy làm kim loại, có cảm giác khá chắc chắn và tương đối cao cấp nhưng mà lại trong mức giá phổ thông. Với chiếc TP410 mình đang cầm ở đây, nó là phiên bản i3-7001, có 4GB RAM 4, 1TB ổ cứng, card đồ họa HD onboard 620, có màn hình IPS 14 inch độ phân giải Full HD cảm ứng, có Windows 10 bản quyền và pin 3 cell 42Wh và mức giá của nó là 13 triệu đồng, khá hợp lý. Với kích thước màn hình là 14 inch như mình đã nói, nhưng mà thân hình của chiếc máy này thì chỉ tương đương với các laptop có màn hình 13 inch mà thôi, khá là nhỏ gọn. Bởi vì màn hình của máy được Asus đặt tên là Nano Edge, có viền khá mỏng, chỉ 8-10mm mà thôi. Và tỷ lệ màn hình trên thân máy mặt trước là 78%. Do đó, chiếc máy này khá là gọn gàng, chỉ bằng chiếc laptop 13 inch mà thôi. Và độ dày chỉ chưa đến 2cm, chính xác là 19,2mm và trọng lượng là 1,6kg. Khá là gọn nhẹ và thuận tiện khi mang đi lại. Cái này thì đặc biệt hợp lý dành cho dân văn phòng, thường xuyên di chuyển hay các bạn học sinh sinh viên mang đi học. Khung của chiếc TP410 được làm từ nhôm nên đem lại cảm giác tương đối là chắc chắn. Phần mặt lề thiết kế theo kiểu truyền thống rất giống các dòng Flip khác của Asus, không gì đặc biệt nhưng mà cũng rất chắc chắn, được Asus nhấn mạnh vào cái điểm này là lật lên lật xuống thoải mái và rất lâu mới có thể xảy ra vấn đề. Chính xác thì Asus đã kiểm tra mở ra đóng vào các mặt lề này khoảng 20.000 lần. Và khi mình gõ phím thì màn hình gần như không xảy ra hiện tượng bị rung hay là lắc. Nhưng mà đổi lại, do các mặt lề chắc chắn như vậy thì để xoay màn hình hay là mở màn hình ra, bạn phải dùng đến hai tay chứ không mở được bằng một tay. Đó, như các bạn có thể thấy thì với chiếc laptop khả năng xoay màn hình 360 độ như thế này thì bạn có thể mở ra như vậy. Hoặc có thể xoay ra 180 độ đặt nằm hẳn trên mặt bàn phẳng lì, hoặc lật ngược sang bên kia theo chế độ lều để các bạn có thể làm gì đó mình cũng không biết. Hoặc là lật hẳn ra đằng sau thành một mặt phẳng dùng như một chiếc tablet. Về thiết kế các cổng kết nối thì bên cạnh trái, ngoài lỗ khóa cái Digital Lock, các bạn sẽ có hai cổng USB 2.0, một khe cắm thẻ nhớ SD cỡ lớn, hai đèn tín hiệu, một đèn thể hiện rằng máy đang bật và một đèn để dành cho pin khi mà cắm sạc. Chúng ta sẽ nút tăng giảm âm lượng ngay trên thân máy kèm theo nút nguồn để bật tắt nhanh màn hình. Ở phía bên kia, các bạn sẽ có cổng cắm tai nghe 3,5mm combo luôn cả micro, một cổng USB Type-C 3.1 Gen 1 không có Thunderbolt, một cổng USB 3.0 và một cổng HDMI cỡ lớn để xuất hình ra ngoài, cũng như là một cổng cắm sạc. Cục sạc của máy này rất nhỏ gọn và xinh xắn. Ở phía sau gáy máy, chúng ta sẽ có một số khe tản nhiệt cũng như là bên dưới khá nhiều khe tản nhiệt như vậy. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng tua vít để gỡ cái nắp này ra để nâng cấp hệ thống bên trong. Những thứ có thể nâng cấp theo như mình biết thì các bạn có thể nâng cấp ổ SSD M.2 SATA bên trong này. Bởi vì cái phiên bản rẻ nhất mình đang cầm ở đây thì chỉ có ổ cứng HDD mà thôi. Thế nên tốc độ của nó khá là chậm chạp. Chỉ cần thay SSD vào phát là bạn sẽ cảm giác nó từ kiểu xe máy Way Alpha lên một phát xe phân khối lớn ấy. Vì đây là một chiếc máy giá rẻ với card đồ họa HD onboard graphics chứ nó không có card đồ họa rời. Nếu muốn card đồ họa rời, các bạn có thể nâng cấp lên phiên bản cao cấp hơn với card GeForce 930 MX, nhưng mà mình không có sản phẩm ở đây. Thì những cái gì mình test trên sản phẩm này có thể sẽ không chính xác với những sản phẩm của phiên bản khác với card đồ họa rời. Thì mình sử dụng nó để lướt web, xem video cũng như làm một số cái ứng dụng PowerPoint hay là Word thì máy chạy khá là êm ái, mát mẻ và hoàn toàn không nghe được tiếng quạt. Đầu tiên mình nghĩ rằng cái laptop này không có quạt, cho nên khi mình bật lên và dí sát tai úp cái laptop mặt mình thì mình nghe rằng quạt nó quay rất nhẹ nhàng ở bên trong, khá là tốt. Bàn phím của chiếc máy cũng là một điểm cộng khi gõ khá là êm ái và dễ chịu, nhưng mà chúng ta sẽ không cùng phím số nha các bạn. Bởi vì đây chiếc laptop khá là nhỏ gọn nên Asus đã phải cắt bỏ bớt cái phần bàn phím số đi để giúp chiếc máy nó gọn gàng hơn. Touchpad là một điểm cộng khi kích thước khá lớn, di chuyển mượt mà và dễ chịu, cũng như chúng ta có cảm ứng vân tay bên trên góc giúp mở khóa bằng một chạm với cả tính năng Windows Hello. Nhưng cái mình không thích là cái touchpad này không sử dụng Windows Precision mà thay vào đó sử dụng driver riêng của Asus, thế nên là nhiều cử chỉ cảm giác nó không được nhạy và đã tay cho lắm. Chiếc TP410 này được tích hợp sẵn công nghệ Sonic Master Audio của Asus. Nó đem lại cái trải nghiệm âm thanh khá là tốt và mình cũng đã nghe qua một số bản nhạc cũng như một số cái bộ phim trên chiếc laptop này. Thực sự mà nói, với chiếc laptop nhỏ gọn như vậy thì loa trên chiếc máy này khá là ấn tượng. Với cái âm thanh nó đầy đặn, nó nhiều bass, nhiều treble và nhiều mid, không hề thiếu đi bất kỳ một mảng nào cả. Thực sự rất ấn tượng với chiếc laptop nhỏ và mỏng như vậy. Và cũng với một cái thân hình nhỏ gọn như thế này mà chiếc TP410 có thể sử dụng liên tục, tức là mình dùng để lướt web, xem phim và nghe nhạc. Các cái tác vụ khá là cơ bản trong văn phòng, không gì nặng nề cả. Với độ sáng của màn hình vào khoảng 70% thì mình có thể sử dụng được từ khoảng tầm 5 tiếng rưỡi đến 6 tiếng thì máy báo bắt phải sạc, nếu không sẽ bị tắt nguồn. Và thời gian sạc của chiếc TP410 này cũng rất nhanh. Asus có nói rằng là sẽ sạc đầy được 60% chỉ trong 49 phút. Thì mình cũng đã thử nghiệm và đúng thời gian trong khoảng đó thật, và chỉ khoảng tầm 1 tiếng rưỡi là pin sẽ đầy. Kết luận lại thì chiếc Vivobook Flip 14 của Asus sinh ra để phù hợp với hầu hết nhu cầu của mọi người.
từ những bạn trẻ năng động hay di chuyển là học sinh sinh viên hay đến người làm việc văn phòng, hoặc những người trung niên thì dùng để đọc báo, xem phim cơ bản với mức giá khá là dễ chịu cũng như là nhỏ gọn, thuận tiện mang đi lại. Các bạn thấy thế nào về chiếc laptop này? Và nếu các bạn đang là học sinh sinh viên có khoảng tầm 13 triệu thừa thì liệu bạn có đầu tư cho một chiếc laptop mới cứng như thế này của Asus hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Và mình cũng muốn nhắc đến cho các bạn luôn một cuộc thi của Asus, đó được gọi là Asus Next Top Reviewer. Đây là cuộc thi để tìm ra những reviewer thế hệ mới cùng với cả Asus, là cơ hội cho tất cả những bạn nào yêu thích công nghệ muốn thử sức trong lĩnh vực làm review. Thì cái này chi tiết hơn mình sẽ để link phần mô tả video. Cuộc thi này thì nó rất đơn giản thôi, bạn có thể dùng bất cứ cái gì để giả tưởng đó là một chiếc laptop của Asus và làm review về nó, giống như năm ngoái Salmonet đã từng có chương trình là Dream Reviewer vậy. Giải thưởng của chương trình này khá lớn, nó là giải nhất, các bạn sẽ nhận được chiếc laptop Asus F14, ngoài ra là rất nhiều quà tặng khác hấp dẫn và cơ hội hợp tác cùng Asus Review Channel. Còn video có như vậy thôi, hy vọng mọi người thấy thú vị. Nếu thấy hữu ích thì nhớ để lại một like và subscribe để chúng ta gặp lại nhau trong nhiều video khác. Mình là Giúp Heo, xin chào anh em và hẹn gặp lại.